Đây là cảnh khu trượt tuyết Tyrol Basin. Bây giờ mình đang ở cái Bunny Hill nha. Rồi mình sẽ đi xuống nha. Rồi mình sẽ đi xuống từ cái đồi này nè. Mình đang đi xuống nha. Mình đang trượt dần xuống đó. Em bé chưa được té. Cái đoạn cuối này dốc nó dốc hơn.